Hello, Lan xin chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ 3 món nha bà con. Món nào cũng ngon hết. Hello, Lan xin chào cả nhà. Tối nay Lan chuẩn bị tới 3 món nè bà con ơi. Thì bây giờ Lan xin giới thiệu trước nha. Thì ở đây là thịt xay. Rồi Lan có đập trứng vô, củ hành, nấm mèo, mà mộc nhĩ. Thì ở đây Lan có lấy lại ba cái trứng chồng đỏ, hộp gà với màu dầu điều nha bà con. Một muỗng màu dầu điều. Rồi ở đây muối, đường, bột ngọt. Thì Lan để vô đây chút xíu mình ướp nè ha. Rồi, một món. Còn bên đây thì Lan đã trụng xương, rửa cạo sạch rồi. Còn cải muối, cải dép, đó bà con, cả củ cải trắng muối á. Thì Lan đã rửa, sắt, bóp cho nó bớt muối rồi dạ, cho nó như đừng có còn cái muối mặn á. Đó, thì chút xíu nó Lan hầm chung với củ hành, nấu canh. Thịt xương cốt lết chút xíu nữa Lan muối, Lan ướp rồi Lan nướng. Thì hôm nay Lan chia sẻ 3 món nha. Cơm sườn với chả với canh giò heo hầm sá bấu. Mời bà con vào bếp với Lan. Mời cả nhà. Cái trứng này thì Lan để đây chút xíu mình tha lên trên cái chả đó bà con. Thì Lan để nó qua một bên đi nha. Rồi bây giờ cái này thì Lan trộn lên cho đều. Lan mình làm mà mình hấp đó. Thì Lan làm cái này thì cũng lạc lạc thôi chứ không, tại mình ăn với cơm nữa đó bà con, với chung nữa nên chung với nước mắm rồi nữa nên không có làm mặn nha. Thì nói chung nêm nếm thì tùy khẩu vị chị em mình đi nha bà con. Đang trộn nó ra đều xong rồi nha bà con, mình để nó đây nha, để tỏi vô nha. Bột này là bà con đang để vô một ít thôi nha, chừng một muỗng thôi. Với hồi nãy có một miếng mật ong với một chút bột ngọt, rồi Lan để vô một chút dầu hào, có một muỗng ăn canh thôi nha, đừng nhiều quá bà con. Rồi bắt đầu Lan chế dầu ăn, một muỗng dầu ăn Lan trộn vô đây cho nó đều nha. À, nói chung mật ong mình được cũng đừng có để nhiều quá nha bà con, để nhiều quá nó bị dễ bị khét á. Lan trộn nó lên. Chụp chụp quá nhà rồi, xong rồi nha, ngon quá. Để đây ốp, để đây đi nha. Đây đang bắt nước sôi rồi nha, bây giờ đang để giò heo vô. Cái giò heo này nãy mình trụng mình cạo rửa nha bà con, mình mới nấu luôn được. Đó, đang để giò heo vô. Nó sôi lên có bọt thì mình hớt. Lan bỏ cải dép, cải muối, cải mặn nha bà con. Lan bỏ vô lan hầm luôn nha. Lan bỏ vô phân nửa củ hành luôn. Lan mình hầm đó. Rồi Lan để vô một miếng bột ngọt. Chị em nào không ăn bột ngọt thì khỏi để, mình đổi qua bột nêm nha bà con. Đó, thì Lan hay gia đình Lan thì ăn bột ngọt. Người nào dị ứng thì khỏi. Với Lan để vô một muỗng đường nha. Lan chưa có nêm muối nha bà con, không có nêm muối. Tại vì cải dép đó bà con, cải muối nó mặn nên Lan chưa có nêm muối nha. Rồi bây giờ Lan tắt máy mình hầm nó nha. Cái nước sôi rồi nha bà con. Lan lấy cái giấy, cái bọc ni lông Lan gấp nó lại rồi nha. Lan cho nước nó đừng có vô á. Rồi bây giờ Lan để vô Lan hấp nha. Hấp cái này chắc nửa tiếng đó bà con ơi. Nước sôi rồi nửa tiếng tới 30 phút, 35 phút đi nha, đừng có sớm quá. Mà nhưng nữa mình phải thử coi nó chín chưa. Rồi giờ Lan đậy nắp lại nha. Đó. Ở dưới bếp dưới hết cái lò nha bà con, Lan bưng lên nhà trên Lan nấu rồi. Đó, bây giờ Lan hầm nãy giờ nó có bọt thì mình cứ hớt nó hoài vậy đó. Lan tiếp tục Lan hầm nữa nha bà con, mình hầm chừng nào cho nó mềm thôi, chừng nào gần chín Lan hả nêm, tại trong cái cải này nó có cái chất mặn nè, cho nên nãy Lan không để muối nha. Thường thường mình nấu cái cải này mình khoan nó để muối, cải dế cải mặn nó khoan nó để muối. Đó, rồi Lan tiếp tục nấu riêu nữa đi nha.
Lan dời cái lò này qua một bên nha, Lan đi nướng thịt. Đó, dời qua đây. Được chưa? Lan lấy cái này Lan nướng nha. Và bây giờ Lan để miếng dầu ăn lên mình nướng thịt nha. Cái đó nha. Wow. Dẫn nha. Mình để sao cho được 3 cái. 3 miếng nha. Cái này nãy mua thịt ở đằng khô bọt nè, cái em nó để da rồi mình nhờ nó cắt dùm da. Chắc giờ miếng này qua đây đi, cái này gặp ngon chưa, cái này mà chụp vô phỏng chết luôn bà con. Nó mới đây nó hơi vàng vàng nha, mình bớt bớt lửa nó đi nha. Cái giống xì lửa. Đây là miếng. Chế dầu lên nha. Cho nó được rất khô miếng thịt. Lần rắc nó ra nha, lần đứng rắc khác nha. Bớt lửa cái lần rắc nó ra. Lan đi rửa cái dĩ này cái nha bà con. Rửa cái lần rắc này cái đi nha. Rồi nó nướng nữa. Lan rửa cái này là mình nướng một lần mình có rửa mà con không rửa nó bị nó đóng đen đó. Nó sẽ để miếng dầu lên cho nó đừng có khô nha các bạn. Cái này đừng bỏ đi nha, bỏ đi hồi nó chết rồi. Cái bà con nghe mở cái tôm ra đực 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 luôn. Rồi lấy nó nè. Sáu người sáu miếng đây xong rồi nha bà con, bây giờ mình đi dẹp cái này rồi. Nãy giờ hơn 20 phút rồi nha, khoảng 25 phút lắm, coi cho nó sao. Lên mở cái giấy lên nó dở nó ra nha, để làm xôm cho nó sao nha. Lan chưng thêm khoảng 5 phút nữa. Bây giờ được rồi nha. Bây giờ để cái trứng này lên rồi Lan mới nướng nó lại nha bà con. Đó, để nướng trứng lên. Tắt lửa đi. Cho nó nguội rồi mình mới bưng nó ra. Cái này cái trứng nó có chung với chút xíu rồi. Màu điều. Rồi Lan lên nha. Không ra. Đó, bây giờ Lan để trứng lên, bây giờ Lan để vô cái oven á, Lan nướng cho nó ráo cái mặt lại nha bà con, nó khô cái chả. Rồi bây giờ Lan để vô cái, Lan bắt cái lò nướng rồi nha bà con, bây giờ Lan để nó vô Lan nướng nha. Đấy cô gà, cầm máy lên phim nha bà nội ơi. Cầm gì nè, cầm hai tay. Đó, cho ngay nha, đứng cho ngay lại, cầm hai tay, đó. Giỏi tí kêu. Rồi bà nội để bác cái này với em, đó, để vô mình nướng nha bà con. Bữa nay nhờ cháu gái mình được rồi đó. Rồi, giỏi quá, tiếng kêu. Đó, bây giờ Lan để đây, giờ Lan nướng cho nó khô cái mặt nha. Nên mình nướng lửa, lửa nó vậy giờ cho chút xíu nó khô à, nó cái riêu quá bà con. Nói chung nãy giờ Lan hầm á thì khoảng 40 phút rồi nha bà con, 40-50 phút rồi. Nãy giờ cũng canh hết bọt hết mấy lần rồi nha, bây giờ Lan để hành này vô. Hành củ vô tiếp tục nữa. Anh niêm coi nó làm sao nha, Lan mới để thêm. Tại nãy mình chỉ để đường với bột ngọt thôi. Đó, còn chị em nào không ăn bột ngọt thì mình để bột niêm. Tại cái cải này Lan sợ nó bị mặn nè. Bây giờ Lan niêm coi nó làm sao nha. Ngon lắm bà con ơi, Lan để thêm một miếng nước mắm nữa thôi. Đừng có để muối nha. Chút xíu nước mắm thôi, có một muỗng canh vậy thôi.
cho nó thơm cái nồi canh cho ngon thôi. Rồi xong rồi đó, giò heo rồi thì nó mềm mà vừa ăn hết rồi, chứ mềm quá cũng không ngon nha. Đó, đang đợi cho nó chín củ hành nó đang tắt lửa. Còn cái dĩa thịt nướng thì rồi nãy ở dưới đây nha bà con. Thì ở đây Lan để vô 2 muỗng dầu ăn nè nha. Đó thì bây giờ đang Lan đem đi quay, nó mài quay khoảng 40 giây thôi. Đó. Nướng trong vòng mấy phút là rồi nha bà con, bây giờ Lan lấy ra. Bây giờ chắc phải tắt máy lấy nó ra nha. Rồi bây giờ bắt đầu Lan chan trứng lên chút xíu nha bà con ha. Cái dĩa để sơm một lỗ đi. Nó coi đẹp đẹp chút thôi chứ chẳng có cái gì hết đó. Ớt này thì ớt Sừng Châu không có cay nha bà con. Còn ở đây thì nãy Lan quay 40 giây đó bà con, bây giờ Lan chế lên miếng sườn nha. Bây giờ mình chế lên miếng sườn. Đó, hấp dẫn chưa bà con? Hello, Lan xin chào cả nhà. Tối nay Lan đã chuẩn bị xong 3 món cho buổi tối nha bà con. Nếu mà tính salad nữa chắc tới 4 món. Thì ở đây sườn Lan ướp, nãy Lan nướng rồi Lan để mỡ hành lên. Dầu hành chứ quên nó mỡ hành. Còn ở đây chả trứng hấp ăn với cơm sườn và nước mắm chua ngọt thì ở đây Lan có sẵn rồi. Bên đây thì Lan hầm thêm giò heo hầm với cải sắp bấu ăn với nước mắm mặn. Bên đây thì là salad để mình ăn chung với cơm sườn đó bà con. Cái salad này Lan mua ở Khâu á, một gói chỉ có 5 đồng thôi mà được hai dĩa nhỏ như nè. Nó có mấy cái cọng giống như cọng bún mà cọng mì á, giòn giòn ngon lắm. Mời bà con ăn cơm tối với gia đình Lan nha, mời cả nhà. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim nha bà con. Thì nãy giờ mình cũng đã làm được 3 món, dĩa sườn nướng, chả trứng hấp. Wow, hấp dẫn lắm bà con ơi, dẻ khác à. Nó dẻ dữ lắm nha. Đó. Rồi ở đây thì là một tô canh. Wow, chấm nước mắm nhỉ, hết sảy, canh giò heo hầm với cải sắp bấu. Ngon lắm bà con ơi. Rồi ở đây thì là salad trộn với giấm đồ người ta làm sẵn hết rồi, mình chỉ để ra thôi. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim. Cảm ơn bà con bỏ thì giờ coi video của Lan. Lan thành thật cảm ơn. Bà con nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ giùm Lan. Đó thì nãy giờ làm được 3 món xong rồi, thịt sườn thì rất là ngon nha, hấp dẫn lắm. Nướng như vậy cực chút xíu mà ngon lắm. Hấp dẫn quá. Xin chào với ba bà con online.